Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ender Gaming. Và trong video này mình sẽ trở lại với game GTA 5 ha. Thì hôm nay thì có ở đâu đâu không? Hôm nay mình sẽ làm một cái video về thử thách Ghost Rider, dùng con xe mô tô của Ghost Rider phóng qua một cái dốc và ở giữa nó sẽ có những con xe tải ha. Thì để mình xem là mình có phóng qua được bên này bên kia hay không. Ok, và bây giờ để mình lát cái đó mình chưa có lát nữa. Quên mất, nãy mới bị lỗi game xong. Ok, map rất là nhẹ, lát rất là nhanh ha. Bây giờ mình biến thành Ghost Rider rồi. Để lấy con xe kia đi luôn rồi, con xe kia nó đi thử. Hồi mình lấy con Ghost Rider của mình sau. Đấy, đói, trời, lên xe bốc cháy đã không? Cảm giác là Ghost Rider khi mình lên xe nào chạy nó cũng rất là nhanh. Mình biết là như script này nó có tinh chỉnh gì đó, nhưng mà một khi là lên xe nó chạy rồi là nhanh cực kỳ nhanh luôn. Hiện tại mình đang thấy nó là đẹp ha. Đầu bốc lửa, xe bốc lửa rồi trời, cái cửa nó cái trời đèn xeon xanh nhìn nó kiểu màu xanh một màu đỏ nhìn nó đẹp. Ok, bây giờ để mình đi ra chỗ sân bay. Hiện tại là 21 giờ, sắp xuống tối đó, trời sắp tối rồi. Hay đèn đường có rồi, mặt trăng có rồi mà trời nó vẫn chưa tối được. Chắc kiểu mấy ông nội ngoài hành tinh nó cũng chuẩn bị chiếm đóng cái gì nữa đây. Mỗi lần là mình đi đậu xe bên kia, đậu xong là mình sẽ đi ra bên này. Đây đây, cái đường này đây. Đậu xong mình ra bên này thì hết xăng nữa rồi. Sao con này lên xe như lên lửa nó đốt cháy, sao nó mà hết xăng quá. Thôi đừng có đổ xăng, nãy mình mới thử đi đổ xăng vô trong cái chậm xăng đó các bạn. Nó nổ cái bình xăng và kết quả là mình lỡ game. Lỡ memory. Cho nên là thôi né né cái chậm xăng ra. Tôi thà đi xe khác còn đỡ hơn chui vô chậm xăng. Cái cha chậm xăng đi không sao đâu, con này nó sắp hết xăng rồi. Do mình nghĩ là do lửa nó đốt nóng quá, sau đó nó hao xăng là bình thường. Ê, hao xăng nó đâu có hết ở đâu, nó tới mức cuối cùng nó vẫn còn kìa. Quầy bày tất cả các object luôn, bày cả cái hộp điện luôn, hộp nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đèn đường nó không bay được. Đấy, đường ra sân bay đây. À, đẹp chưa? Wow. Đó, tới nơi mình sẽ lấy con xe máy tốc độ của mình, chứ em lấy con mô tô của bắp này đâu, trả nè. Chả là chọi xe này hơi bị hiếm luôn á, đi tìm không có đâu. Tự đêm nhớ lúc nào mình gọi con. Rồi, ok. Lâu quá không sử dụng cái Ghost Rider này, quên cái lúc nào để gọi con mô tô ra. Wow. Ây da, trời, nó nổ gì ta? À, nổ xe mình. Xe mình nó nổ luôn rồi các bạn. Nó xuống nổ cái đùng hư xe luôn rồi. Để gọi con khác. Nó nãy tiếp tiếp đất dữ dữ quá, nó nổ xe luôn rồi. Mình có chỉnh bất tử rồi nhưng mà không biết sao. Rồi, bây giờ mình ra tới sân bay rồi. Để mình chỉnh ban ngày cho các bạn. Tại vì ban đêm các bạn không thấy được đâu. Ban đêm các bạn thực sự không có thấy được vậy nên mới đáp xuống. Ban đêm các bạn không thấy được rõ chi tiết của những cái object mình sẽ bay qua này kia ha. Mình chỉnh ban ngày mà để cho ban đêm nó đẹp thôi. Đêm đẹp thiệt, đêm cháy lửa nó đẹp hơn. Ok, và đây là những cái mà mình sẽ phóng ha. Gồm có một cái này. Thì chạy chậm thôi mà con nó bay hết xe. Trong đây là bao nhiêu xe đầu kéo đây để mình đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 6, 7, 4, 8, 4, 9, 50. Ok, 50 con xe đầu kéo. Mình phóng từ dốc bên kia qua bên này và ngược lại, xem là mình có thể bay qua được 50 con đầu kéo này hay không. Ban ngày nha, ban đêm các bạn không thấy. Họ mình sẽ chỉnh ban đêm cho các bạn. Mình chỉ sợ là nó bay qua nó mất xe thôi chứ. Ok, chuẩn bị thời khắc quan trọng ha. Phóng qua 50 con xe đầu kéo. Yêu.
rồi hơi bậy rồi. Trời nó nổ xe. Các bạn thấy chưa? Rồi lỡ game luôn. Rồi ok, mình đã quay trở lại ha, mình mới load game lại tại tại vì sao ta? Lúc nãy các bạn thấy lúc mình bay xuống cái dốc á là xe nó văng hết trơn, nó nổ hết luôn. Nó bị lỗi game và mình bị out ra. Bây giờ mình sẽ lấy thêm một xe mô tô khác, mình không đụng cái gì hết thì mình phóng nó bình thường. Mình nghĩ là mấy con xe đó là khi mà mình dùng cái Ghost Rider thì nó bị lỗi thôi. Chỉ có con xe nào mới không ta? Cái DC mới này không có xe mô tô mới, nó chỉ có mấy con này thôi. Có xe tên lửa là đi thử các bạn. Tên lửa mình nghĩ nó phóng được. Con này thì phóng gọi là vô tư rồi, không có lo gì hết trơn á. Tại nó có lửa, nó có tên lửa này, phóng vô tư. Phóng có dễ luôn á chứ. Quay 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 quay. Không được luôn. Xe tên lửa mà phóng mà vẫn còn là ta vẫn còn bị vướng ăn. Rồi bây giờ để mình biến hình. Mình biến con xe này thành lửa luôn. Khi mà thành lửa nó sẽ chạy nhanh hơn, mình sẽ lấy chớn từ bên ngoài. Lên. Đúng rồi. Bay đáp xuống kìa. Wow. Khoan 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 khoan. Tại vì trong online nó khác với offline, cho nên là các bạn có thể bấm E, các bạn bay kiểu gì cũng được hết, chứ không phải như người ta nằm mà bấm cái nó mất ha. Đây, giống như cái con xe Batmobile á, cho nên là ê, con này mình nghĩ chắc nó sẽ bay được đây. Không, bắn một lần không được, phải bay thêm một cái nữa thì may ra đáp được tới bên này. Cảm giác cái này nó xa quá ta. Mình cảm giác cái object này nó hơi xa á các bạn. Tới gần gần lại chút xíu. Rồi. Bên này thì nó cũng gần rồi. Ok. Ok, nó gần hơn rồi các bạn. Gần hơn rồi. Lúc nãy nó xa quá không? Bây giờ mình sẽ biến hình mà tốc độ mình sẽ bay. Chúng là cái này á nó dễ bị lỡ game, một phần là khi mà các bạn bay trên trời mà các bạn đáp xuống những con xe đó đó, nhiều con xe liên tục một lúc mà nó bị nổ, nó bị văng xa, nó sẽ lỗi game. Quay quay. Ê ê ê ê ê. Wow. Nổ xe luôn rồi các bạn, xe này nổ luôn rồi. Hết bay được rồi. Vẫn còn cái lửa này thôi chứ thực sự con xe này nó nổ rồi. Hiện tại mình không có nhân 400 gì hết nha. Ok, lên xe vàng đi. Mình bay gần tới thôi chứ mình chưa bay tới. Mình giờ mình lấy chớn xa hơn nữa. Hay là bay sắp tới thôi. Sắp đạt được thôi. Này là dưới khu mình không rõ khu này khu gì, khu này cũng là khu tập lái xe như này nè, như trong người ta bốn á các bạn. Bây giờ lại nha, cái lửa được khi mà mình bay lên mình mới phóng được. Nổ xe nó rồi, nó dằn con xe rớt bánh nó luôn. Rớt bánh nó luôn. Bây giờ sao ta, con nào nhìn nhất trong game, con này ngoài trừ cái bắn lửa đó thì nó không có được lẹ làng cho lắm. Con này nhìn như con ma tốc độ nè, Ghost Rider nè. Đây. Con này nhìn như là Ghost Rider luôn vậy đó. Không cần mod luôn. Xe nhanh nhất trong này là Hakucho Drag. Hakucho. Đây. Những trong game là con Hakucho Drag Shizu. Những trong game luôn nha. Như là vậy. Con này với con Sotaro. Để mình lấy con này với con kia thử xem. Mấy con này thì không có kỹ năng gì đặc biệt hết trơn á, nó chỉ được cái chạy nhanh thôi. Cũng khá nhanh á. Đừng nói game nha. Hên quá. Ok, con này cũng khá là khủng nhưng mà bay gần qua được thôi chứ mình chưa có qua được. Gần qua được thôi, gần qua được thôi. Bay qua 50 con xe này khó quá. Vậy lấy chấn xa hơn nè.
Hiện tại cái đồng hồ mình, cái đồng hồ mình đã mất tiêu rồi, như chưa gỡ cái đồng hồ vô. À mình quên để cái đồng hồ, nhưng mà có cái đồng hồ số hiển thị 100 mấy km/h góc màn hình đó. Các bạn thông cảm mình quên quên để rồi. Để xem nó có lỡ game nữa không, mình để vô lại. Ok. Hai trăm 40 km/h, 250 luôn rồi. 255. Bay đi, bay đi, hãy bay đi, bay đi. Không có kể được. Không có cách nào qua được. Rồi nổ xe rồi các bạn. Nổ bớt vài con rồi. Xe này nó cũng nổ luôn rồi. Khá là khó ăn, nếu mà không nhân lên thì không kiểu nào. Chết, phải nó nổ từng chiếc. Tí rồi xong nó nổ từng chiếc, nó lan nổ con này, tới con này. Con này tới con này. Đây, thằng này đang bốc khói à đó. Nó nổ nổ nguyên vàng luôn. Thôi kệ, để mình ngắm cái khoảnh khắc mà nổ xe cho nó chất. Để mình xếp đi vô. Tuy là nổ nhưng mà nó vẫn còn chán đường được với 50 con xe mà sát nhau mà. Đụng tiếp đi. Có sửa được không ta? Có sửa được không? Có cái chế độ sửa xe online không? Nó nổ nguyên vàng tới kia luôn. Tiếp theo là tới con Sotaro đâu ta? Sotaro mình nhớ nằm đâu đâu khúc đầu. Sotaro. Sotaro. Đây. Đây. Xe điện mà còn lửa nó hơi chất luôn. Trên băng đường cho các bạn xem. Chất. Chất đến từng đồng. Nó xe dạo quang, xe của Tron mà chơi lửa lên nữa. Khi mà nguyên đám kết hợp. Con này thì có vẻ nhanh hơn. 200 mấy rồi. Ui con này bắt được, con này, con này, con này. Gần, gần được các bạn ơi, gần được, gần được, gần được. Chút xíu nữa thôi là mình được rồi. Các bạn thấy chút xíu nữa thôi là mình qua được ha. Xe hư rồi. Chứ mình chính là xe con này đi chớn dài mình nghĩ nó được. Rồi nó đổ xe nữa rồi đó. Trần 3 đúng không? Trần 3, trần 2. Trần 2. Ok, màu này hợp nè, màu này cho nó cùng màu với lửa lửa. Xanh. À, nó nổ từng chiếc luôn các bạn, trời ơi. Chết bả hết nhiên liệu. Trong này khi mà hết nhiên liệu xe nó giật lag lắm. Cái lý do mà giật lag. Rồi lỗi mod rồi các bạn. Nó báo mình chạy hết nhiên liệu rồi luôn. Cái lỗi mà hết nhiên liệu trong này á, nó là một cái lỗi bậy sai. Rồi là sao xe nó đang đổ. Cái nhiên liệu hoài là nó không có đổ xăng được. Và khi hết nhiên liệu các bạn nó giật nó khừng cái game lại. Như nó làm như là bình thường cho con xe các bạn giật khi mà hết xăng á. Đó. Đó các bạn nhìn nó giật đó, nó giật nè. Đó. Nó đứng hình cái đó, thấy không? Cái mod này. Cái mod đổ xăng mới này mình cảm giác nó bị lỗi sao sao á. Lỗi nhiều hơn. Ok các bạn đợi mình xíu để mình gỡ cái mod này ra cái là. Ok các bạn, mình đã lát lần thứ 3 rồi ha. À, lúc này nó bị lỗi cái script đổ xăng. Nhưng mà mod nhiều quá nó xung đột nhau nó lỗi là chuyện thường thôi. Chưa là mod thì mình phải chịu thôi. Ok mình đã lát lại cái map đua xe ở cái map phóng nhưng mà là một map mới ha, map phiên bản 2. Cái này tới 2 phiên bản lận. Bây giờ mình sẽ đi thử. Đây. Ok mình có lại đồng hồ rồi các bạn. Mình mới cài đồng hồ vô thì nãy mình mới nói nếu mà có ao game mình vô lại mình sẽ cài đồng hồ ha. Thì cái map 2 này mình nghĩ chắc nó dễ hơn đó ta. Sao cho giúp thằng đứng vậy? Wait, what the fuck? Ôi, chứ lầy quá vậy. Cái dốc 2 nó là cái dốc gì á chứ không phải là lầy quá à. Cái bản 2 nó không phải là cái bản kia. Hay. Thì mình xóa bớt mấy cái này đi. Chết bạn ơi, bay đá xuống. Ê, đừng có phá, đừng có phá, đừng có phá ba, đừng có phá. Đáp sao được, đáp sao, đục, đục. Thôi ông nội, ông ra đây con, các ông nội. Chỗ tao xe đang bay không, chơi vô không phá. À, cái này là khi mà các bạn đáp xuống đây, các bạn lên một cái dốc đi luôn. Vậy là chỉ đi được đầu bên kia thôi. Ok, để mình về sát nó lại cái nào.
Xa quá đi sao được. Này bự gì? Trời, chết không? Xóa đi. Em vẫn còn bui cái mission luôn mà trời. Tùm lum mod hết trơn, bởi vậy nó xung đột với nhau, nó lỗi tùm lum hết trơn. Rồi nữa, hết nhiên liệu nữa. Phải chứ. Cứ mỗi lần mà tắt xăng đi mới được. Rồi xong. Bây giờ nào lại game. Xăng xuống báo đỏ luôn rồi. Bây giờ mình phóng lần cuối thôi, nếu mà mình phóng không được thì mình sẽ nhân lên 200. Nhân 200 cho các bạn xem. À, nhân 50 thì đủ rồi. 50 là đủ phóng rồi. Sắp qua được rồi nhưng mà không qua tới nơi. Hình không bị lỗi. Ôi các bạn, mỗi lần rớt xuống là nó rớt bánh ra luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy con tốc độ của mình. Để mình đỡ giật luôn cho các bạn. Cho nó giống mà tốc độ phóng luôn. Nãy giờ mình chỉ thử thôi. Rồi, ok. Trời nhỏ la, rên thảm thiết. Rồi. Đi từ đường kia xuống ha, nhân lên 50 thôi. Để mình nhân lên thử xem chạy như bao nhiêu đó. Cái này hiện tại là 400. Năm mươi mình nghĩ vẫn chưa đủ cái chớn nó phóng đâu, tầm 200 mấy. Ok, nó 200 mấy lần. Cái mô tô này là mô tô dòng classic. Trời, 75 vẫn chưa đủ. 200 đi. Rồi xong 200 nha các bạn. Sao này chạy yếu vậy? Trời ơi, yếu kinh khủng luôn. 200 nãy giờ. Mấy con kia nhân 50 là đủ rồi. Con này chạy nhân 200 mà chạy được 200 mấy km trên 1 giờ thôi. Thôi bỏ không đi. Phóng được gì chết liền. Cho mình về hưu luôn. Nhân lên 400 nè. Cứ là rớt xuống cũng đùng cái chơi vậy. Hay. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, trả hai con xe hay lắm. Chung là mình rút ra một điều là con mô tô của Ghost Rider cực kỳ cùi. Hoặc là khi mà đang có lửa nó không có bay, nó không có nhân được này. Chứ mình đang nhân lên nè, nhân 400 nè. Mà chả thấy có hề hấn gì hết trơn á. Chạy bình thường à. Kỳ ta. Ok, cái này mới là nhân 400 nè các bạn. Không có lửa mới nhân được. Có lửa mình nghĩ bị hai cái script nó áp chế nhau ha. Đây. Cái này nhân 400 thì nó chạy lên được tới 300 luôn. Thôi cái này phóng được rồi ba ơi. Quý. Quý. Ôi ơi. Cái dốc nó đứng quá, cái dốc nó. Lúc mà cái đường lên nó không có được êm cho lắm ha. Cái này mới là nhân 400 nè, còn khi mà mình biến lửa biến lửa nó lên chạy nhanh hơn bình thường rồi. Cho nên là hai cái nó gộp nhau nó bị lỗi. Hai cái này qua được chắc luôn. 400 là thường thôi. Ok, và mình rút ra kết quả là khi mà các bạn biến thành Ghost Rider phóng thì không có thể phóng được. Khá là buồn. Anh dùng là chạy nắng anh tắt lửa đi để anh chơi ha. Để bật lửa anh rồi chứ ban ngày bật lửa chết. Thì chỉ phóng được tầm cái này thôi. Nói hôm qua rất là đơn giản, không có gì hết trơn á. Rồi mà gặp mà bật ông ma tốc độ lên chạy tới mai cũng không qua được. Hey. Bật ông nội lên lên 400 nổi mới lạ. Không dính nổi ha các bạn. 400 nó lên rất là nhanh, còn này 400 méo gì đâu. Ok, và tốc độ thật của nó thì chỉ bay qua được tầm tới đây là tầm cỡ 10 con xe thôi. Bù, đẹp quá hả? Cánh đẹp, cánh đẹp, cánh đẹp. Bay được tầm 10 con xe thôi ha, chứ mình không có bay được ở đâu? Tới 40 con xe chứ.